Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Cuộc sống bon chen, nhưng anh Vẩu không thích cạnh tranh, anh chỉ thích cạnh mấy con cá mập ngoài biển mà thôi. Vì thế, anh đã chọn nghề đồng hành cùng mọi người để chinh phục những thử thách khó nhằn ngoài đại dương. Như ngày hôm nay, anh đang có mặt ở một khu vực nổi tiếng với những chiếc thủy quái hiếm có dễ tìm, với mồi câu là mực và cá nhồng. Rồi thả xuống độ sâu 800 feet không ai có thể biết được dưới đó sẽ có những gì, và đây là món quà đầu tiên dành cho họ, một em cá với vẻ ngoài long lanh. Không những đẹp mắt mà nó còn cực kỳ bon miệng, vì thế anh gửi nó vào ngăn đá cho bữa tối và tiếp tục ném mồi xuống đáy biển. Sau một lúc chờ đợi không có kết quả, họ phóng tàu đi xa hơn, quyết định hôm nay phải bế được vài món mồi nhậu thật bén và mời mấy con cá mập lên tàu chơi cho biết mùi không khí loãng trên này. Anh bạn đi cùng vừa bế lên một em cá mú, tuy hơi bé nhưng vì nó ngon, họ quyết định cho nó được lên đĩa vào bữa tối hôm nay. Còn anh Vẩu vừa bế được một em cá mòi, bèn dùng nó để làm mồi câu tiếp theo luôn, liệu có nên cơm cháo gì không đây nhỉ? Đương nhiên tất cả đều mong đợi sự xuất hiện của một chiếc cá mập, siêu béo phì thừa cân thì càng tốt. Và thật bất ngờ, điều ước của họ đang được hiện thực hóa, một con cá mập sai đại phóng hết tốc lực đuổi theo con cá mòi mà anh Vẩu vừa ném xuống. Nếu họ tóm được nó, thật sự sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, con cá đã cắn câu rồi, chính anh Vẩu sẽ cố gắng lôi nó lên, anh cho rằng đây là một trải nghiệm mà bất kỳ người con trai nào cũng nên thử. Ra đường anh là cá mập, vì thế phải thể hiện sức mạnh và ý chí nam nhi chứ nhỉ. Anh Vẩu cực kỳ điệu nghệ và nhịp nhàng, phối hợp đều đặn từng nhịp thở với động tác quay tay của mình. Đồng thời vận dụng cả ba chân để giữ chặt chiếc cần, cố lên nào anh ơi, cố lên cho con nó khỏe, mọi người đều đang nín thở chờ đợi từng động tác của anh. Vì con cá rất to, họ không thể vội vàng, khi sắp kéo được con cá lên mặt nước, một con cá mập búa tò mò đến gần quan sát. Cuối cùng đây rồi, chú cá mập hổ khổng lồ, đây là con cá lớn nhất mà anh Vẩu từng bắt gặp và thành công lôi được nó lên. Phải cần đến những người bạn trên thuyền hỗ trợ, anh mới có thể kéo và giữ được nó ở đây, đúng là danh bất hư truyền, chăm nghe không bằng một thấy. Vừa được diện kiến cá mập hổ khổng lồ, anh cảm thấy tràn đầy sức sống và càng yêu thêm công việc mình đang làm. Tạm biệt nhé cu cậu to xác, hẹn gặp lại. Đương nhiên, con cá mập ông này chẳng hề hào hứng cho những lần gặp sau này đâu. Ở khu vực này, ngay cả sát bờ cũng có rất nhiều cá mập xuất hiện. Anh Vẩu mang theo bộ xương của một con cá óng ánh vàng sang chảnh ném xuống biển. Chẳng cần đợi lâu, một lúc sau đã có cá mập xuất hiện, chúng lượn lờ do thám tình hình, và ngay khi anh Vẩu không để ý, nó lao lên xin tí huyết. Chỉ cần có thế nó đã cuỗm ngay được một nửa phần đuôi, cao thủ không bằng tranh thủ là đây chứ đâu, thôi thì còn nửa con, chú mày oánh chén luôn đi cho nó có được toàn thây. Sau nhiều ngày đi câu với đủ kiểu cần và đủ loại cá, anh Vẩu cảm thấy muốn thử thách bản thân với một hình thức bắt cá mới, đó là dùng cung tên. Đầu tiên họ băm nhỏ con mồi rồi ném xuống biển, đợi những con cá ngừ nổi lên, tranh nhau đớp mồi, họ sẽ dùng cung tên để triệt hạ chúng. Nghe thì dễ sơi, mà sơi thì không dễ, mãi một lúc sau, cuối cùng họ đã có thành quả. Tuy nhiên ngắm cá lớn đã quen, giờ tự nhiên bắt cá bé lại cảm giác nó lạ lắm, vì thế cuối cùng anh Vẩu lại quẳng cần xuống biển, u là trời, con cá vừa rồi bự chà bá luôn. Đáng tiếc anh đã bỏ lỡ nó mất rồi, trong khi đó hai ông bạn vẫn cực kỳ đam mê với bộ môn cung tên, cảm giác chiến thật đấy. Vì ném rất nhiều cá mồi xuống dưới, họ dụ dỗ cả lò cá mập tụ tập đến xung quanh biển. Tuy nhiên, mục tiêu ngày hôm nay là cá ngừ đại dương. Vật lộn mãi, cuối cùng anh Vẩu cũng câu được một em. Nhanh tay lên anh ơi, không lũ cá mập lại xin mất bây giờ. Đáng tiếc nó vẫn bị cá mập đớp mất lớp ra phía ngoài. Nhưng đừng lo, để hội cung thủ hỗ trợ anh đây. Ngay khi bắn trúng cá ngừ, họ phải nhanh tay thoăn thoắt kéo nó lên tàu. Nhìn thành quả siêu mờ lem này đi, tối nay tha hồ quẩy nhạc Vinahouse rồi ăn cá nướng nhé. Ô, một con cá ngừ cắn câu vừa bị cá mập hất tay trên mất rồi, cay cú thật đấy. Khi đã khơi thông dòng chảy, thì họ liên tục câu được cá, hết con này đến con khác được kéo lên bờ, cảm thấy bộ môn bắn cung này cũng cực kỳ thú vị. Anh Vẩu cũng góp vui với vài con cái ngọt nước, ô, anh lại vừa mới bắn trúng một em cá khác, dù đã quay tay nhanh mạnh đầy dứt khoát. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn bị trượt mất, vì con cá mập dưới đó đã xin tạm con cá đó để tráng miệng rồi, đáng ghét thật. Sau khi đã xiên que được kha khá cá, họ quyết định thi xem ai sẽ là chiến thần quay tay bằng cách thi đấu với trò câu cá quen thuộc. Ông anh mũ đỏ này là người xuất kích đầu tiên, anh đang dùng cả nội tạng để quay tay, khá vất vả, nhưng cuối cùng anh cũng đã đưa được con cá lên thuyền. Nhìn này, một con cá khá ngon lành đã thành công đi thẳng vào ngăn đá của hội báo thủ ngày hôm nay, anh trai áo xanh lại muốn thử sức với cá mập. Vì thế họ đã thả mồi to xuống dưới, và đúng như kỳ vọng, một lúc sau cá mập đã không thể bỏ qua con mồi ngon lành mà đớp một miếng. Nghe tiếng anh trai thở hồng hộc là đủ hiểu anh đang phải dùng sức đến thế nào rồi. Cẩn thận chú chim hay hót của anh nhé. Và đây rồi, con cá mập xinh đẹp cuối cùng cũng được lôi lên. Nó phản ứng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng như thế càng khiến họ cảm thấy hưng phấn. Anh Vẩu luồn một sợi dây vào đuôi nó. Chú em mạnh quá, nhưng sao qua được trí khôn của ta đây?
Sau khi đã chụp ảnh muốn cạn bộ nhớ, họ quyết định thả nó đi trong sự hứng khởi và vui vẻ của các anh trai trên thuyền. Họ đã trải qua một quãng thời gian cực kỳ vui vẻ và đáng nhớ. Câu cá dưới nước luôn rất thú vị vì bạn không thể biết mình sẽ lôi được con cá nào lên từ dưới đáy đại dương. Đặc biệt là khi vật lộn với những con cá cực to và cực mạnh như cá mập chẳng hạn và có thể chiến thắng được nó sẽ khiến cho bản thân cảm giác được niềm vui chiến thắng. Thật sự hài lòng với bản thân vì những cố gắng và nỗ lực mình đã bỏ ra và có được thành quả ngay trước mắt. Không biết ở Việt Nam có nơi nào nhận những chuyến thử nghiệm như thế này không nhỉ? Cách giải trí này cũng giảm stress lắm đấy. Bạn nào biết địa chỉ thì nổ ngay xuống dưới phần bình luận cho Mèo Ú biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú suốt thời gian qua. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.